kiểm tra cái quạt coi. Ủa cái quạt bị lỏng cổ rồi nè. Rồi để Út kêu Út trai lên coi dùm cái quạt đó. Để thôi nó gãy cổ nguy hiểm lắm. Kêu Út trai sửa nhanh lên đi, trời tiếng mình nóng quá à. Đợi Út kêu nha, đợi Út chút. Sao à, xã với mấy đứa kêu kêu anh vô có chuyện gì không? Không xã, coi nè. Sao? Bây giờ em ra sao em đi lên rồi thấy cái cổ lắc rất rồi nè. Cái cổ này lắc dữ lắm không xã? Ông xã coi dùng lại để sửa xong rồi bắt cho nó nực nó la quá trời nè. Ôi ông xã thấy cái quạt này nó cũng quay bình thường mà bà xã nói nó bị hư cái gì? Quay bình thường thiệt rồi nó quay cơ động quay đều nhưng mà cổ nè. À bà cọ ý bà xã nói là cái cổ này đó phải không? Cổ nó lắc mà sợ nó rớt cái cổ ra. Thôi để em xã coi này. À nó hơi bị gơ này vậy hả? Đúng rồi. Lắc cái cổ quá đó phải không? Nó lắc á. Nè đây coi nè. Em xã lắc thôi nhẹ thử nha. Đúng rồi, cái cổ này nó rất là yếu. Thì hôm trước á, mấy lần trước á thì cái cổ này nó cũng còn khá là hơi bị anh ông xã thấy cũng gơ nhưng mà gơ ít à, sao bữa nay nó gơ mạnh quá. Mấy đứa nhỏ này nó có lắc dữ lắm mà lắc không mà sao cái cổ dữ vậy? À gì rồi bà xã nãy thấy cái quạt này ở đâu? Đây nè, hả thấy đây nè, nó kéo lên tới đây nè. Trời đó, mấy tụi nhỏ kéo qua tới ngoài đó luôn bà hả? Bà xã nó kéo qua đây rồi thấy cái cổ gung quá. Sao nó gớt ra. Rồi bây giờ nói chung trong trường hợp này thì giờ nó cũng xử lý rất là đơn giản nè. Bây giờ để ông xã tháo ra coi thử kiểm tra coi như thế nào. Nhưng mà ông xã nghĩ nó không khó đâu. Rồi ông xã sẽ chia sẻ với em với mọi người để sửa nó cho gắn cái quạt lên cho mấy đứa. Nè mấy đứa kìa có nãy có đụng phá cái quạt không? Dạ không. Sao cái quạt nó gơ dữ vậy, quạt nó lắc dữ vậy? Dạ không biết nó tại bị hư quá. Rồi để Út ra. Rồi bây giờ để Út cho Út coi lại kiểm tra rồi sửa nó cho rồi bắt quạt cho mấy đứa để nóng quá. Dạ. Út ơi sửa nhanh lên đi, con nóng lắm rồi đó. Bây giờ là trước tiên mình sẽ kiểm tra cái cổ trước nè, nó gơ chứ là do phần cổ rồi. Nè, đầu tiên mình lắc nè. Anh lắc cái này rất là cứng thấy không? Nó bóp là nó không có lỏng lẻo trong đây nè, trong nó không có lỏng thấy không? Chứng tỏ là do cái này vậy. Nó lỏng là lỏng do cái phần giữa cái cao su này nè, cho với cái cổ ấy nè. Là anh nghĩ là chắc cái phần này bị lỏng nè. Bây giờ để nó xử lý phần lỏng này á thì một á là mình thay cổ mới thì rất là tốn kém nha. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với em với mọi người để cách mình xử lý đơn giản thôi. Mình sẽ dùng băng keo á, băng keo cách điện á, hoặc là băng keo trong, băng keo trắng gì cũng được. Mình sẽ nè, nó lỏng mình thấy không, nó lỏng so với này nó sẽ gơ cái cổ mình khi mà cái quạt nó quay hay mình cầm đi đâu đó nó sẽ bị lắc. Bây giờ mình sẽ quấn một vài lớp băng keo vô cho nó tăng cái độ bóp lại thì nó sẽ nói chung là nó bóp lại cái vô cái này nè, nó sẽ cứng lại. Bây giờ thí nghiệm thử nha, bây giờ mình sẽ làm sau đó mình coi kết quả như thế nào nha. Thì ở nhà thì mà anh có cái băng keo đen này nè, băng keo cách điện này nè, mình quấn vẫn được, hoặc là băng keo trắng keo trong gì cũng được. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái băng keo cách điện này nè. Ở trên đây là nó có cái hồng bi nè, nó có mấy cái lỗ để mà chắn cái hồng bi á. Đây nè, cái hồng bi chỗ này đang quay sát cho đây nè, em thấy chưa? Đây nè, mình thì mình nào giờ em mới biết. Nó có hồng bi trên này nè, đây nè, dưới khổ này nè, nè quay sát vô. Thì mình hạn chế, mình không có quấn băng keo vô đó, mình quấn từ cái cổ phần dưới này nè, khớp dưới thì quấn xuống thôi. Đó, sẽ quấn nó qua. Không hiểu rồi. Mình quấn qua có khoảng độ 4-5 tua gì đó, mình cho cái cổ nó bóp. Bơ ngồi xích ra con để chốt, để cái quạt xuống tháo cổ kiểm tra. Kiểm tra là lẹ cho mấy đứa mát nè. Giờ Út sẽ tháo cái quạt này ra kiểm tra trước cái đã, cái cổ nó ra nè. Cái cổ thấy không? Xã thấy không? Nó lắc lắm xã. Tháo góc cổ nó ra cái. Chị à. Đây coi nó có mắc bi đạn gì không? Nó đang khui á. Cái này là anh nghĩ rằng á, cái trường hợp này nó lắc á là do nè, để kiểm tra trước nè. Anh sẽ kiểm tra cái này nè. Thấy rõ ràng nè, cái này nó bót thấy không? Nè. Cái này so với cái chồng nè, nhìn nè, nó rất là bót, nó cũng không có lắc gì nữa. Thì có thể nếu mà mình làm khi khó khăn thì mình sẽ tháo cái lồng ra, mà tháo lồng thì mất thời gian. Nên anh sẽ làm khéo tay chút xíu, mình sẽ quấn vòng qua luôn, mình lòn xuống nè thấy không?
mình lầu mình đoán là khoảng 4 tua đó. Mình quấn qua gì nè, có khoảng 4 5 tua vậy đó cho nó bót đi. Rồi cái sau đó mình sẽ cắt con keo. Đúng rồi hả? Nè, sau đó mình cắt con keo ra. Rồi, quay sát vô. Đó. Nó tăng cái độ cứng lên. Cái độ dày của cái cổ cao su này so với cái cổ này nè, nó sẽ không còn lỏng nữa. Bây giờ mình sẽ để lên thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ để lên thử nha. Mình sẽ nhặt nhẹ nhẹ xuống. Rồi sau đó mình sẽ xiết nó lại. Đây là con ốc. À, đây là con ốc cổ nha. Em với mọi người lưu ý nha. Mình phải xiết ốc cổ nha. Không thôi là khi mình có cầm cái quạt này nè, mình bỏ lên cái là nó sẽ bị sức ra luôn á. Sức cái quạt đứt dây điện nguy hiểm lắm á. Đây là mình xiết nó lại. Con ốc nhỏ xíu thì mà hiệu quả cực kỳ luôn. Mình xiết nhẹ tay thôi nó bị tuôn. Rồi ok. Nè em coi nè. Em coi nè, em lắc nè. Nó cứ nhắc thấy không, nó không còn lắc nữa. Nó im hơn thấy không. Rồi bà xã bắt cái quạt bên trường nhỏ này để nó nóng lắm á. Nè mấy đứa nghe nè, bây giờ Út sửa cái quạt xong rồi. Bây giờ Út kéo cái quạt hết vô trong nữa đó. Mấy đứa đừng có lại gần chơi gần cái quạt nha. Rất là nguy hiểm. Dạ. Nghe không? Rồi mấy đứa chơi đi. Rồi vậy là ok được phải không? Rồi Út đi làm chuyện với đứa không có lại gần cái quạt nha. Rồi bà xã để sát sát vô đó đi rồi cho tụi nhỏ nó chơi đi. Vâng thì Út Lê cũng vừa chia sẻ với mọi người đó là một cái clip ngắn về một cái trường hợp đó là quạt nó bị cái cổ nó bị gơ á, lỏng lẻo á, nó bị lắc dữ lắm. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó, mình Út Lê cũng chưa chia sẻ là xử lý nó. Nếu cảm thấy Út Lê chia sẻ về giữa bật điện trong gia đình hay phụ huynh thì đừng quên cho Út Lê và gia đình Út Lê xin một like và đăng ký kênh để dõi theo những video tiếp theo về bật điện trong gia đình nha. Bây giờ Út Lê thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye. Rồi bây giờ cho bà xã, để bà xã thí nghiệm lại cho mọi người xem thử coi nó còn cái lắc gơ giống nãy nữa không nha. Thấy không, ít lại liền thấy không. Rồi em lắc rồi chứ rồi, lắc rồi. Nó cứng thấy không. Cứng lại rồi. Nè em nhịp rồi, nhịp em lắc rồi. Em lắc nhẹ nhẹ cái cổ rồi. Là do miếng mũ dưới nó bị yếu rồi nè. Thấy không. Cái này là bây giờ hiện tại bây giờ là nó hết cái cổ rồi, nó cứng rồi nè, nó bót, nó cứng rồi, nó không còn lắc nữa. Nhưng mà nó lắc cả bởi cái thành dưới này nè. Cái thành dưới này nó hơi bị mỏng nè. Nè coi nè mọi người xem nè, thấy không mọi người xem, mình nó đâu có còn lắc nữa. Nhưng mà nó lắc là nhịp ở dưới rồi, nhịp cái cổ nè. Cái đế dưới nó bị nó mềm quá nè, nó bị lắc nè. Còn cái cổ này rất là bót nè, mọi người xem rất là chắc. Nói chung là mình chim cái miếng gì đó, cái băng keo vô thì nó bót nhắc cái cổ luôn rồi nè. Mình xem mình đâu có còn một cái độ rơ nữa. Mình lắc coi cái cổ nó không lắc luôn nè. Nó, đi. Nè nó rất là cứng luôn rồi. Rồi xả cầm lên thử coi. Cầm cái quạt lên thử coi. Nó lắc phải không? Rồi cầm cái cổ coi. Cầm cái lồng này. Đã cầm cái lồng này. Thấy không? Nó cũng rất là chắc, nó không có hết bị gơ rồi. Vậy là im rồi đó. Rồi bây giờ bà xã để bắt cái quạt lên, bắt thôi tụi nhỏ đi. Trời, Út kiên điện cho mấy đứa nè. Bây giờ Út lại thân ái tạm biệt mọi người, bye bye, bye, bye.